Hello mọi người, lại là mình Angel đây. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Theo dòng sự kiện hôm qua đến nay thì hộp Bonobono rất là hot luôn. Có cừng câu nè, có xe xịn nè. Nhưng mà chúng ta có thể lấy miễn phí nữa, bằng cách là mỗi ngày chúng ta làm nhiệm vụ, xong rồi lấy xu đi chế tạo vé để mở hộp nha. Nhưng mà số lượng xu để đổi vé rất là chát luôn, 270 xu mới đổi được một vé. Cho nên là hôm nay mình quyết định nạp tiền vô để mà mở hộp Bonobono và lấy đồ trước. Ok, trước khi mà mở hộp thì mình sẽ test nhân phẩm trước bằng cách mở vé miễn phí này. Cái thiền rồng này 0,15%. Trời ơi, ai hên lắm mới ra được nó đó nha mọi người. Mình thì chắc cũng hên xui thôi. Mở cho vui vậy á. Đó, nó có sai đâu. Nó không ra cái thiền này đâu. Toàn là ra tiền với lại ba cái gì đâu không à. Rồi xong, 5 hộp miễn phí thiền rồng được cái nịch nha. Ok, và bây giờ mình đang đứng trong quán cà phê của Bonobono luôn. Mong là bạn Bono sẽ truyền may mắn cho mình để ra đồ xịn nè. Muốn mở được nhiều hộp thì chắc chắn phải bỏ tiền ra mua rồi. Ở đây có 4 gói nè, 3 vé, 5 vé, 10 vé và 30 vé. Bây giờ mình sẽ thử mua 10 vé trước ha. Không biết có ra được gì không mà thấy tốn 249.000 rồi đó. Mà cũng hên xui, biết đâu 10 vé này mình ra full đồi sao. Ôi trời đất ơi, con cá mập Megalodon của ai to dữ vậy? Ui, ông Luis, ông đang khè cái người ta hay sao mọi người? Rồi, đúng rồi chứ gì nữa. Bạn kia móc con thương long kìa. Nè, hai là hai nhìn ông Luis nè. Đó, nói có sai đâu. Ổng chuyên gia có cá là đi khịa người ta. Thôi, kệ cuộc chiến ngoài kia đi. Việc của tụi mình bây giờ là sẽ bốc thăm hộp Bonobono nè. Có 11 vé, cho nên là mình sẽ bốc thăm lẻ trước một vé nha. Nhìn cái đầu chán không muốn nói luôn á. Thôi bỏ qua đi, bốc 10 hộp nè. Vẫn là câu nói quen thuộc của bao lần mở hộp. Vô. Ủa? Của game. Kỳ vậy game. Hết ghế đậu giờ tới ghế sofa. Hay ghê. Ui ui, còn có nói thêm cây đèn ngủ nữa nè. Ra cái gì khác khác đi. Ba lô thú bông Shimagisu. Ba lô này cũng được, mình chưa có. Nữa. Cái ghế nữa rồi. Có 10 hộp à. Nãy giờ 8 hộp. Rồi thất hết 7 hộp rồi. Sao số mình mở hộp đen quá vậy mọi người. Không một miếng hy vọng luôn. Hộp cuối cùng nè. Rồi xong. 249.000 tan theo mây khói. Hoài luôn. Lần nào mở hộp mình cũng bị vậy hết trơn á. Không tin nhân phẩm. Mấy vậy hồi nãy mua 30 vé luôn cho rồi. Giờ mất công tốn tiền mua lại bên đây nè. Ok, mua luôn gói 30 vé nha. 649.000 với 249 là nhiêu tiền rồi mọi người. Ai học giỏi cộng giùm mình với. Chứ mình đau thận quá à. Rồi rồi rồi, chuyến này tới công chuyện nè. Để xem 30 vé này có làm nên trò trống gì không nha. Mọi người đoán xem 10 hộp này có ra đồ xịn không. Nếu có thì bình luận số 1, còn không thì bình luận số 2 nè. Yo. Trời đất ơi, nội thất nữa. Để mình mở liên tục xem nó có hên không nha. Sao nó đen quá vậy. Cái gì, thông báo chơi game quá độ nữa hả. Đang xui muốn chết luôn nè nhà phát hành ơi. Không lẽ giờ mấy đứa mình xé nháp 10 hộp này nữa mọi người. Xé nháp kiểu này là hơi tốn tiền nha. Cuốc này là cuốc đập đá. Hôm qua mình mở vé miễn phí nó ra rồi. Thứ tôi cần là xe với lại cần câu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi, nói chung là cũng quen rồi. Than thì cứ than vậy thôi chứ. À của mình mở hộp không bao giờ có cái chữ nhân phẩm mọi người. Ghế sofa nữa. Bạn nào muốn lấy không? Ở đây mình cho vài cái nè. Quá trời. Ê, ê, bộ đồ. Trang phục Bonobono. Đợi nãy giờ mới thấy được gan món đồ hiếm VIP luôn nha. Hồi nãy mình khóc, mình hát quá trời mà. Chắc game nghe được tiếng lòng của mình rồi. Tiếp. Ui. Trời ơi. Thấy gì chứ mọi người? Cần câu Shimagisu. Bèo bèo bèo. Tự nhiên mình như được nạp thêm năng lượng vậy á mọi người. Phơi phới luôn á.
Giờ mà ra được chiếc xe nữa là ngon luôn nè, xịn sò luôn. Lại ba lô nữa. Ba lô hồng hồi nãy giờ ra 3 cái rồi. Còn hai hộp cuối cùng nè. Đang hên mà, cho hên. Ừ, ra cái bàn đó. Thảm cỏ Bono Bono nhìn cũng đẹp ha. Tí nữa mở xong đi mình sẽ thử nội thất của nó. Còn giờ thì cất từng câu đi nha. Tiếp nè, còn 10 hộp cuối cùng. Mong là mình sẽ phá cái lực của chính bản thân mình, mở 40 hộp được full đồ. Chứ mọi người để ý xem, ngày xưa giờ mình mở toàn 5-60 hộp mới ra full không à. Cày lắm luôn. Ủa gì vậy? Trời đất ơi, mở 4 hộp đầu tiên ra 4 cái đèn là mình thấy nhức cái đầu đó. Với lại cái ba lô Bono này nữa là mình đủ 3 loại ba lô luôn. Ba lô sóc nè, ba lô tròn và ba lô gấu. Mình có hết rồi đó. Chỉ có xe là không có thôi. Sao gì? Sao nội thất không gì? Còn một hộp cúng cười. Thì nó là gì đó mọi người. Ừ, công nhận 10 hộp cuối cùng nó đen. Nó đen như chưa từng đen luôn. Vậy là mình không có ra xe rồi. Thôi chắc là cố gắng làm nhiệm vụ mở hên xui mỗi ngày đi mọi người à. Chứ mình không nạp nữa đâu. Tốn tiền quá à. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người coi thông số cần câu. Nghe nói là nó xịn sò hơn cần mỏ neo nữa đó. Độ bền 100/100. Và có cái dòng chữ là Bono Bono à, bạn định ném Shimarisu thật à. Tăng 100% cơ hội thành công. Tăng 100% xác suất lên thành công cá khổng lồ. Tăng 50% xác suất xuất hiện cá khổng lồ. Tăng cơ hội bắt được cá vương miệng khổng lồ là 30%. Wow, nhìn sơ qua thì thông số có vẻ khá là xịn sò đó. Xịn hơn cần mỏ neo nữa. Nhưng mà bù lại cần mỏ neo là có tăng 50% sức mạnh nha mọi người. Là mình câu cần mỏ neo sẽ ít bị đứt dây. Còn cần này thì tăng chỉ số cá vương miệng. Nhưng mà nó không có phần trăm của sức mạnh. Cho nên là có thể bị đứt dây cần này nha. Sao rồi em? Sao đâu, cũng bình thường à. Nhân phẩm sao rồi? Nhân phẩm như thế nào thì ông coi clip của tôi đi rồi ông biết chứ gì. Được đau như cắt không á? Ý ông nói là mình mở không ra được đồ xịn đó mọi người. Cắt từng khúc ruột, lòng kêu ai ốm. Ừ, để cho ông treo đi. Xong rồi đến lúc mà ông coi clip của mình á, chắc ông quê lắm mọi người nhờ. Chắc xui rồi. Ok, và đây là tất cả nội thất khi nãy mình mở được nè. Đặt ra hết cho mọi người xem. Đồ thì thiên về hoạt hình cho nên rất là cute luôn. Bạn nào mê bộ phim này nhìn mấy món này chắc thích lắm. Mình còn thích đây mà. Nhưng mà ra nhiều quá thì cũng hơi ngán nha. Nói chung nguyên một bộ của nó giống như ngôi nhà gom nhỏ vậy đó. Có bàn, có ghế, có sofa, có giường ngủ, có tủ quần áo. Rồi có bàn học, có bàn trang điểm các thứ vân vân và may may luôn. Đây là tất cả nội thất mọi người đã nhìn hết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và thử cái tấm thảm của nó như thế nào nha. Ơ, à, sao nó có cái nút lái xe nè? Mà mình bấm nó không chạy ta. Ơ, à, mọi người thấy không? Bên phải màn hình nè, mình bấm nãy giờ luôn mà nó không chạy. Ủa? Chắc là lỗi game mà mọi người ơi. Chứ thảm làm sao mà chạy được. Còn cái hình lái xe này chắc là cũng là lỗi luôn rồi đó. Tấm thảm nhìn cũng đẹp ha. Nhưng thay vào đó là chiếc xe thì nó sẽ đẹp hơn gấp ngàn lần. Vừa rồi là chuyên mục test nhân phẩm mà mình phải tốn 40 hộp mới ra được cái cần câu. Cho nên sẽ không nhả vía cho mọi người đâu. Xui lắm. Ok, các bạn có thể xem video để tham khảo coi là mình có nên nạp hay không. Còn không á thì mọi người làm nhiệm vụ hàng ngày cày chay cũng được nè. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nhé. Bye bye mọi người.